Xin chào các em, cô tên là Võ Thị Thanh Giang, cô đại diện cho nhóm địa lý trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Phú, tiếp tục hướng dẫn các em tìm hiểu về chủ đề số 2 trong chương trình địa lý lớp 6, đó là thời tiết và khí hậu. Ở chủ đề này các em cần chuẩn bị đọc trước nội dung sách giáo khoa địa lý 6 bài 18, phần 1 nhỏ bài 20, phần 2 nhỏ bài 22, phần 2 nhỏ. Sử dụng tập bản đồ địa lý 6 trang 24 đến trang 27. Ghi vào tập nội dung bài học tương ứng của bài 18, 20 và 22. Trong chủ đề thời tiết và khí hậu, chúng ta sẽ tìm hiểu các nội dung sau. Thứ nhất là mưa và sự phân bố lượng mưa trên trái đất. Thứ hai, thời tiết và khí hậu. Và thứ ba, đó là sự phân chia bề mặt trái đất ra các đới khí hậu. Vấn đề thứ nhất chúng ta tìm hiểu là mưa và sự phân bố lượng mưa trên trái đất. Bây giờ chúng ta sẽ nói về quá trình hình thành mưa. Các em hãy quan sát sơ đồ sau. Hằng ngày, dưới ánh nắng mặt trời chiếu sáng, nước trong các ao, hồ, sông, suối và đặc biệt là từ biển và đại dương sẽ bốc hơi lên cao. Khi bốc hơi lên cao, gặp lạnh, hơi nước sẽ ngưng tụ thành các hạt nước tạo thành mây, gặp điều kiện thuận lợi. Các hạt nước này sẽ rơi xuống đất, tạo thành mưa. Nước mưa một phần thấm xuống đất, một phần chảy tràn trên các dòng sông, sau đó chảy ra biển, kết thúc quá trình vòng tuần hoàn của nước. Để tính lượng mưa rơi ở một địa phương, người ta dùng một dụng cụ gọi là thùng đo mưa hay là vũ kế. Sau trận mưa, người ta sẽ ghi nhận lại lượng mưa, rồi tổng hợp lượng mưa trong một tháng. Từ đó, người ta sẽ có số liệu của lượng mưa 12 tháng trong một năm. Dựa trên số liệu này, sẽ xây dựng nên một biểu đồ lượng mưa như ở hình 53, biểu đồ lượng mưa của thành phố Hồ Chí Minh. Từ bảng số liệu trên, chúng ta sẽ tính được lượng mưa trong năm bằng cách lấy tổng lượng mưa các tháng trong năm. Đơn vị tính lượng mưa là mm. Cô có một ví dụ hướng dẫn các bạn tính lượng mưa trong năm. Ví dụ này dựa vào bài tập 1 phần câu hỏi và bài tập sách giáo khoa trang 63. Tính tổng lượng mưa trong năm ở thành phố Hồ Chí Minh. Bài tập này chúng ta áp dụng công thức ở trên. Ta có lượng mưa trong năm ở thành phố Hồ Chí Minh bằng tổng lượng mưa các tháng, tức là chúng ta sẽ lấy lần lượt lượng mưa của tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ cộng hết đến tháng 12. Và chúng ta sẽ có kết quả cuối cùng. Phần đáp án này cô dành cho các bạn tự tính ở nhà. Tiếp theo cô sẽ hướng dẫn các em nhận xét biểu đồ lượng mưa của thành phố Hồ Chí Minh trong hình 53. Ở thành phố Hồ Chí Minh, tháng có lượng mưa nhiều nhất là tháng 9, lượng mưa khoảng 330mm. Tháng có lượng mưa ít nhất là tháng 2, lượng mưa khoảng 5mm. Các tháng mưa nhiều hay còn gọi là mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 cho đến tháng 10. Nội dung cuối cùng chúng ta tìm hiểu trong phần này đó là sự phân bố lượng mưa trên thế giới. Các em hãy mở tập bản đồ trang 24 và 25, bản đồ phân bố lượng mưa trên thế giới. Trước tiên các em hãy quan sát bảng chú giải. Trong bảng chú giải chúng ta thấy lượng mưa đơn vị tính là mm một năm, được dùng các ký hiệu màu chuyển từ màu vàng sang màu xanh lá cây đậm, thể hiện cho lượng mưa tăng dần từ dưới 200mm một năm đến trên 3000mm một năm. Sau đó chúng ta sẽ quan sát bản đồ. Trên bản đồ chúng ta thấy là các khu vực mưa nhiều chủ yếu tập trung dọc theo đường xích đạo. Càng về phía hai cực, màu sẽ chuyển dần sang màu vàng, chứng tỏ là trên trái đất mưa phân bố không đều, giảm dần từ xích đạo về hai cực.
Xin chào quý vị và các bạn. Băng tuyết đã quay trở lại với vùng núi phía Bắc khi chỉ vừa mới tan đi vào hồi đầu tháng. Ngay trong rạng sáng nay, trong cái rét từ âm 1 đến 1 độ C, cao nguyên Đồng Văn, Mèo Vạc đã chìm dưới một màn tuyết trắng xóa. Tuyết rơi nhiều từ 5 giờ cho đến 8 giờ sáng nay. Đây là lần thứ 2 trong năm tuyết rơi ở khu vực này. Lần thứ nhất là vào khoảng giữa tháng 12 năm 2013. Trong khi đó, tại Y Tý và Bát Sát thuộc Lào Cai, tuyết cũng bắt đầu rơi và phủ một lớp mỏng trên các đỉnh núi cao. Trong khi đó thì gió mạnh và rét buốt đã khiến cho người dân thủ đô bắt đầu một tuần mới muộn hơn thường lệ. Bởi từ trong nhà đã có thể cảm nhận được gió rít ù ù trên những tán cây và việc phải ra đường trong cái giá buốt này với nhiều người không khác gì cực hình. Gió mạnh càng làm tăng cảm giác rét buốt. Nếu như sáng nay nhiệt độ đo được tại Hà Nội ở mức là 15 độ với những cơn gió mạnh 4 m/s, tương đương với cấp 4, lại khiến cho người đi xe máy cảm thấy như là gió mạnh hơn và nhiệt độ cũng thấp hơn khoảng 2-3 độ, trời rét buốt. Đây chính là sự chênh lệch giữa số liệu quan trắc và cảm nhận của con người. Nhưng một điều chắc chắn là hôm nay trời rét hơn hẳn so với hôm qua. Nhiệt độ thấp nhất sáng nay tại tất cả các nơi thuộc miền Bắc đều giảm đi với mức phổ biến từ 2-3 độ so với sáng qua. Thậm chí là tại Sapa, Lào Cai, nhiệt độ còn tụt xuống từ 6,1 độ xuống mức là 1,2 độ. Hay như tại Ba Vì, Hà Nội, chỉ còn 11,7 độ so với mức là 15,5 độ vào sáng qua. Trưa nay, khối không khí lạnh đã vượt qua cả dãy Hoàng Liên Sơn, kéo theo vùng mưa mở rộng sang các tỉnh phía Tây Bắc Bộ. Chính vì thế mà ngày hôm nay, trong khi ở khu vực phía Đông Bắc Bộ mưa đã dứt hẳn, thì ở phía Tây Bắc Bộ vẫn còn có mưa rải rác. Điều này càng làm gia tăng cảm giác giá rét ở đây. Trong đêm nay và ngày mai, toàn bộ các tỉnh Bắc Bộ sẽ nằm trọn trong khối không khí khô. Cộng thêm với trường gió Tây Bắc khô ở trên cao, do đó mà toàn miền sẽ không còn mưa. Cũng chính điều này sẽ làm cho nền nhiệt trong đêm nay giảm sâu xuống dưới 10 độ. Thậm chí vùng núi cao như là Sapa chỉ ở mức là 0 độ. Và sang đến ngày mai, mây giảm, trời có thể hứng nắng, đưa mức nhiệt lên mức là 15 cho đến 17 độ. Với phía Tây Bắc Bộ thì trời sẽ giảm mưa, nhưng vẫn còn khá nhiều mây, âm u và rét đậm rét hại. Qua đoạn phim trên chúng ta có thể thấy mặc dù là ở cùng phía Bắc nhưng mà thời tiết ở vùng núi khác biệt so với thời tiết ở vùng đồng bằng, thậm chí thời tiết giữa vùng núi phía Tây cũng khác so với vùng núi phía Đông. Từ đó ta có khái niệm về thời tiết. Thời tiết là sự biểu hiện của các hiện tượng khí tượng nắng, mưa, gió ở một địa phương trong một thời gian ngắn luôn thay đổi. Khí hậu chính là sự lặp đi lặp lại của tình hình thời tiết ở một địa phương trong nhiều năm. Đặc trưng nhất là khí hậu của bốn mùa trong năm. Mùa xuân, khí trời ấm áp, cây cối đâm chồi nảy lộc. Mùa hạ, mưa nhiều, cây cối phát triển xanh tốt. Mùa thu, trời bắt đầu chuyển lạnh, lá cây chuyển dần sang màu vàng và rụng đi. Mùa đông, trời rất là lạnh giá, có tuyết rơi, cây không còn một chiếc lá. Nội dung cuối cùng chúng ta tìm hiểu là sự phân chia bề mặt trái đất ra các đới khí hậu theo vĩ độ. Trên trái đất có 5 đới khí hậu, phân chia 1 nhiệt đới, 2 ôn đới, 2 hàn đới. Các em quan sát vị trí của các đới. Chúng ta sẽ tiếp tục quan sát bản đồ ở trang 26-27. Trước hết các em sẽ đọc phần chú giải các đới khí hậu được thể hiện bằng 3 màu khác nhau, tương ứng với đới nóng, đới ôn hòa và đới lạnh. Ranh giới của các đới được tính bằng các đường chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam, vòng cực Bắc và vòng cực Nam. Mỗi đới khí hậu có một đặc điểm khác nhau. Các đặc điểm này cô đã tích hợp ở bên dưới bảng. Các em có thể theo dõi trong phần nội dung bài học cô đã đưa cho các bạn trước đó. Sự khác biệt chủ yếu về mặt vị trí, góc chiếu của ánh sáng mặt trời, nhiệt độ, lượng mưa trung bình năm và gió thổi thường xuyên. Nội dung bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Sau đây là phần hướng dẫn ở nhà. Các em hãy quan sát bản đồ các đới khí hậu trang 26-27, cho biết nước ta nằm trong đới khí hậu nào, có đặc điểm khí hậu ra sao.
cô có phần gợi ý cho các bạn. Bài học đến đây là kết thúc. Xin chào các em, chúc các em học tốt.